Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình Làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình rất là hào hứng là mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề á, là các bạn muốn mua chứng khoán ở Mỹ thì bây giờ nên mua loại chứng khoán nào, nên mua cổ phiếu nào để có thể được có kết quả tốt. Mình rất là hào hứng và rất là excited là bởi vì á, đây là cái chủ đề mà rất là quan trọng và mình nghĩ á, là cái chủ đề này á, là một trong những cái lý do chính mà mình lập ra cái channel Làm giàu ở Mỹ này. Bởi vì mình muốn giải thích cho các bạn vì sao mình rất là tin và mình có một cái conviction rất là lớn là các bạn muốn đầu tư ở thị trường chứng khoán Mỹ thì các bạn chỉ nên đầu tư theo cái hướng mà mình thường khuyên mọi người trong cái channel này. Và hôm nay mình sẽ giải thích là vì sao mình có được cái niềm tin mạnh liệt đó, mình có được một cái niềm tin rất là strong conviction vào cái chiến lược này. Thì hy vọng các bạn sẽ enjoy cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì nhưng mà trước khi mình đi vào cái chủ đề ngày hôm nay á, nếu mà các bạn đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Mình ra video mới hầu như là hàng ngày thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình. Channel của mình là Làm giàu ở Mỹ thì nó tập trung vào ba chủ đề chính là giảm chi phí, tăng lợi nhuận và đầu tư an toàn dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và nếu các bạn like thích cái video này thì các bạn cũng nhớ like giúp mình, bởi vì khi mà các bạn like hoặc là comment trên cái video của mình á thì sẽ giúp cho YouTube nó quảng bá cái video này đến với nhiều người hơn nữa, thì cái đó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với là cái channel này. Thì thật ra cái chiến lược đầu tư này á là nó trong cái bài này mình sẽ cụ thể là Warren Buffett vì sao lại khuyên có cái lời khuyên cho cái chiến lược này và có những cái ví dụ, những cái bằng chứng xác thực là vì sao cái chiến lược này là cái chiến lược tốt và nó sẽ thắng trong lâu dài. Thì mình sẽ chia sẻ các cái câu chuyện liên quan đến Warren Buffett hoặc là liên quan đến những cái research khác nữa để củng cố lại cái chiến lược này. Nhưng mà trước hết á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái nội dung của cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay mình chia cái bài này thành 5 phần. Phần thứ nhất là mình muốn giới thiệu các loại nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và mỗi loại nhà đầu tư như vậy á, thì có cái chiến lược đầu tư khác nhau. Thì mình muốn giới thiệu loại nhà đầu tư và chiến lược đầu tư. Cái đó là phần nhất. Phần thứ hai á, là mình muốn kể cho các bạn về cái câu chuyện của một cái đánh cược của Warren Buffett. Ông đã đánh cược và cái cược của ông á rất là nổi tiếng, rất là được nhiều báo đài viết, và mình muốn kể cho các bạn về cái cược đấy. Và dựa trên cái cược đó, dựa trên cái thử nghiệm đó thì Warren Buffett có cái lời khuyên cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như mình, như các bạn, là muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ thì nên đầu tư cái gì và vì sao. Thì mình cũng nói rõ cái lời khuyên đó là như thế nào. Nhưng mà cái chiến lược đó nó không chỉ là với Warren Buffett khuyên cái chiến lược đó và có những cái bằng chứng để khuyên cái chiến lược đó, nhưng mà nó đã trở thành là kinh điển ở trên thị trường chứng khoán luôn rồi. Có rất là nhiều cái nghiên cứu, nhiều cái research chứng minh cái quan điểm này rất là nhiều lần. Thì ở đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái research rất là lớn được tờ New York Times đăng lại vào năm 2022. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái nghiên cứu đó luôn, bởi vì mình nghĩ là nó cũng khá quan trọng. Và sau khi mình trình bày tất cả các cái chuyện đó thì mình muốn là đi đến cái phần cuối, tức là cái phần sự lựa chọn của các bạn sẽ như thế nào sau khi các bạn nghe hết tất cả các cái quan điểm mà mình trình bày, đúng không? Ok, bây giờ mình đi vào phần đầu tiên là phần mình giới thiệu các loại nhà đầu tư. Thì ở đây mình đưa ra ba loại nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Cái thứ nhất á, là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như là những cá nhân đầu tư giống như bạn và mình, đúng không? Thì ở bên Mỹ này người ta gọi là retail investor, tức là các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Cái loại thứ hai là các đông công ty đầu tư chuyên nghiệp.
là đây là những cái mutual fund và những cái hedge fund, thì họ là các công ty đầu tư chuyên nghiệp, họ quản lý danh mục đầu tư và họ chọn các cái đầu tư để thực hiện cho khách hàng của họ, đúng không? Thì những cái công ty này nó có vài nghìn, vài chục nghìn công ty như vậy, hầu hết là hoạt động ở trên phố Wall Street ở New York hoặc là các cái trung tâm tài chính lớn khác ở trên toàn nước Mỹ hoặc là trên toàn thế giới. Thì đây là những cái công ty đầu tư chuyên nghiệp và họ có rất là nhiều tài năng, họ có rất là nhiều người, có rất là học hành các cái trường tốt và các cái bằng bằng cao cấp, bằng PhD, bằng MBA, tất cả các cái bằng cao cấp và chuyên về đầu tư, và họ đứng ra họ quản lý các cái đầu tư cho khách hàng của họ, đúng không? Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba là có những cái công ty đầu tư khác nhưng mà họ lại chỉ tập trung vào index fund và ETF. Thì index fund, nếu các bạn nghe xem channel của mình thì các bạn biết đó là quỹ chỉ số, và ETF thì cũng là một loại quỹ chỉ số nhưng mà ETF thì nó có những cái lợi thế tốt hơn cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ giống như tụi mình, đúng không? Thì đó là ba loại, ba cái đối tượng, ba loại hình, ba loại nhà đầu tư ở trên thị trường. Thì cái loại hình nhà đầu tư thứ nhất là nhà đầu tư retail á, tức là nhà đầu tư cá nhân giống như mình và bạn á, thì mình không nói đến rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái chuyện á, là có hai nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp ở trên thị trường. Một nhóm á, thì chuyên về mutual fund và hedge fund, thì họ có những cái chiến lược đầu tư như thế nào. Và nhóm thứ hai á, là những cái nhóm công ty đầu tư mà chỉ tập trung đầu tư vào index fund và ETF, thì chiến lược của họ ra làm sao, đúng không? Thì là cái đầu tiên á, là mutual fund và hedge fund, họ là các công ty đầu tư chuyên nghiệp, quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Thì cái chiến lược của họ rất là đơn giản, chỉ có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là họ sẽ stock picking, tức là họ sẽ làm rất là nhiều các cái nghiên cứu, họ làm rất nhiều các cái study để họ chọn ra trong mấy chục ngàn công ty ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, họ sẽ chọn ra cái công ty nào, cái cổ phiếu nào là tốt nhất để cho họ đầu tư, đúng không? Thì đó là stock picking, họ chọn các cái công ty nào là tốt nhất và là ngon lành nhất để họ đầu tư. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai trong cái chiến lược của họ, sau khi đã chọn các cái công ty tốt rồi thì bây giờ họ phải chọn ra là cái thời điểm tốt nhất để họ đầu tư, để họ mua và để họ bán, đúng không? Thì là tất nhiên họ sẽ muốn mua lúc mà nó đi giảm giá và bán lúc mà nó tăng giá, nói thì rất là đơn giản, đúng không? Thì cái khía cạnh thứ hai đó gọi là active investing hoặc là active trading, tức là họ sẽ chọn thời điểm mua để bán và tốt nhất theo chiến lược của họ. Thì đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì chỉ tập trung vào index fund và ETF thôi. Thì cái nhóm này chiến lược đầu tư của họ rất là đơn giản, họ không cần biết, họ bởi vì họ đầu tư vào index fund và ETF cho nên họ chỉ đầu tư vào cả market, cả thị trường chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán có mấy chục ngàn công ty, là họ muốn mua hết mấy chục ngàn công ty đó theo theo cái đóng góp của nó ở trên thị trường, đúng không? Công ty mà lớn thì họ mua mua lớn, công ty mà nhỏ thì họ mua nhỏ, nhưng mà họ muốn mua hết cả thị trường, họ không có chọn công ty gì cả. Và cả yếu tố thứ hai trong thị chiến lược của họ là họ đầu tư theo kiểu passive, tức là họ chỉ mua xong rồi họ giữ 10 năm, 20 năm, 30 năm, chứ họ không có bán, họ không có mua ngày này, ngày mai bán, ngày một bán, họ không có làm được chuyện như vậy. Thì các bạn thấy hai cái nhóm này nó hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau về mô hình, về cái chiến lược của họ, đúng không? Nhóm đầu tiên là rất là active, rất là chuyên nghiệp, rất là phức tạp, rất là tinh vi. Cái nhóm thứ hai á, thì là không, không có phức tạp, không có tinh vi, không làm gì nhiều cả, chỉ mua hết cả thị trường và mua xong thì giữ lại đó và đợi. Thì có nhiều bạn sẽ nhìn vào cái chiến lược của nhóm thứ hai thì nghĩ rằng họ là những người rất là lười biếng, đúng không? Họ rất là boring, họ rất là lazy bởi vì họ không có làm gì cả. Trong cái nhóm đầu tiên á, thì họ rất là sophisticated, rất là tinh vi, chọn cho được các cái cổ phiếu rất là tốt rồi sắm chọn một cái thời điểm rất là tốt. Vậy thì bây giờ mình quay qua thử là giữa hai nhóm này, nhóm nào á là thắng và nhóm nào là cho lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn, đúng không? Thì bây giờ đến cái phần này là cái phần mà mình sẽ, bởi vì đến cái phần này là cái phần cá cược của Warren Buffett. Thì Warren Buffett là một nhà đầu tư số 1 ở trên hàng toàn cầu rồi, số 1 ở Mỹ. Thì ông này rất là giỏi về đầu tư, thì ông mới có một cái niềm tin, và ông bây giờ ông nói về cái niềm tin này rất là nhiều lần, nhưng mà bây giờ ông muốn đặt ra một cái cược. Ông nói bây giờ là ông cho 5 cái hedge fund
tốt nhất ở trên Wall Street ở New York, năm cái hedge fund này kết hợp lại với nhau và tạo ra một cái danh mục đầu tư, và trong cái và cho một cái khoảng thời gian là 10 năm, từ mùng 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 1 năm 2017, tức là trong vòng 10 năm đó ông cho năm cái hedge fund này đầu tư, và họ là hedge fund mà, tức là họ là rất là sophisticated, họ có những cái chiến lược của họ, họ có những cái nghiên cứu của họ, người của họ thì rất là giỏi và rất là nhiều bằng cấp này nọ, và ông nói là bây giờ nắm cái hedge fund này cứ đi đầu tư đi, còn ông á, thì là không cần đầu tư gì cả, ông chỉ mua một cái quỹ index fund, và cái quỹ này á, là của Vanguard, Vanguard index fund cho S&P 500, tức là cho cái chỉ số 500 công ty lớn nhất ở Mỹ nè. Và ông nói bây giờ là cứ để như vậy, nắm cái công ty này sẽ đầu tư trong vòng 10 năm, và cuối sau 10 năm đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì xem lại là hai nhóm này nhóm nào sẽ có được cái tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Thì cái kết quả rằng á, là nắm cái hedge fund này sau 10 năm họ đưa lại một cái tỷ suất lợi nhuận là 36,3%. Có nghĩa rằng á, là họ bắt đầu, nếu họ bắt đầu với 100 đô la đầu tư thì sau 10 năm 100 đô la đó trở thành 36,3 đô la, 136,3 đô la, tức là tiền lời là chỉ được 36,3 đồng, đúng không? Trong khi á, là ông Buffett ông chỉ mua cái quỹ S&P 500 của Vanguard low cost, và sau 10 năm thì ông đã lời được là 125,8%. Tức là nếu mà ông bỏ ra 100 đồng vào ban đầu thì 10 năm sau 100 đồng đó nó đã trở thành 225,8 đồng. Tức là cái tiền lời đối với cái cách thứ hai là chỉ mua index fund á, và chỉ mua một cách rất là boring và rất là lazy như vậy á, là có được một cái tiền lời gần như là gấp 4 lần so với cái tiền lời của nhóm nắm hedge fund rất là sophisticated và rất là tài năng. Thì các bạn thấy cái kết quả nó rất là rõ ràng, đúng không? Thì bởi vì với cái kết quả như vậy, và bởi vì là ông đã theo cái chiến lược này rất là nhiều năm rồi, và ông mới khuyên tất cả mọi người, đặc biệt là các những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, những cái retail investor như là mình với bạn, thì mình chỉ nên mua những cái passive low cost index fund, bởi vì đó là cái cách duy nhất để mình có thể có được tiền lời, có được lợi nhuận khi mà mình đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì con người thì có rất là nhiều những cái lỗi lầm mà mình thường hay mắc phải, và ông nói khi mà mình đầu tư cái cá nhân á, thì mình sẽ mắc cả cái lỗi lầm này, như là lỗi lầm mình chọn sai công ty bởi vì mình nghe rất là nhiều tin, rồi mình không có khi nào mình không có lý trí 100% được, mình rất có những nhiều cái emotion của mình, thì mình là chọn sai công ty bởi vì trên thị trường chứng khoán có vài chục nghìn, vài trăm nghìn công ty mà chỉ có một vài công ty thẳng thôi, thì làm sao mà mình chọn được cả cái công ty, thì xác suất mà mình chọn được cả cái công ty thẳng đó là rất là thấp, đúng không? Thì đó là cái sai lầm lớn nhất. Cái sai lầm thứ hai á, là có nhiều khi mình chọn đúng công ty nhưng mà cái thời điểm mình mua và thời điểm mình bán lại sai. Mình mua lúc nó tăng, mình bán lúc nó giảm, hoặc là mình mua lúc nó giảm chưa nhiều lắm mà đến khi mình bán á, thì nó vẫn còn giảm nữa. Thì những cái lỗi lầm như vậy con người rất là dễ mắc phải. Và để cái cách duy nhất mà để cho mình có thể đầu tư một cách lý trí 100% là mình cứ mua một cái low cost index fund và cứ nắm nó, cứ giữ nó trong vòng 10 năm, 20 năm, thì mình sẽ có được những cái tỷ suất lợi nhuận tốt hơn nhiều so với chuyện á, là mình cứ cố mình chọn công ty rồi chọn ngày mua, chọn ngày bán một cách rất là phức tạp mà sẽ mất tiền nhiều hơn là thắng, đúng không? Thì đó là Warren Buffett. Thì mình là tất nhiên là Warren, cái lời nói của Warren Buffett thì sẽ có trọng lượng bởi vì ông là nhà đầu tư tốt nhất, nổi tiếng nhất, kiếm được nhiều tiền nhất ở trên toàn thế giới, đúng không? Thì ông có trọng lượng. Nhưng mà mình vẫn chưa tin, mình cũng đã ok, Warren Buffett thì nói như vậy, nhưng mà còn lại những cả cái người khác thì như thế nào, những cái research khác thì như thế nào? Thì thật ra là mỗi năm người ta đều công bố các cái kết quả như thế này cả. Và ở đây á, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái kết quả tương tự như vậy, là cái kết quả này là do một cái công ty tư vấn độc lập ở trên Wall Street, người ta làm research, người ta làm nghiên cứu, và người ta research, người ta survey tất cả 2.132 công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp active ở trên Wall Street, và để quái có thể là 2.132 công ty này nè, trong 5 năm
tính cho đến cuối năm 2022, tức là nó là 2018, 19, 20, 21, 22, trong 5 năm. Để quay có thể là trong 2.132 công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp này, hedge fund và mutual fund chuyên nghiệp này, có công ty nào mà trong cả 5 năm đó đều có được cái khoản lợi nhuận tốt hơn là một cái index fund đơn giản không? Đúng không? Và một cái điều ngạc nhiên là 2.132 công ty mà không có một công ty nào có thể thắng được một cái index fund trong vòng 5 năm đó cả. Oh my gosh, họ là 2.132 công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, có rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều bằng cấp, rất là nhiều trường lớp, rất là nhiều tiền, rất là nhiều bộ óc vĩ đại, mà họ vẫn không có thể thắng được một cái chỉ số index đơn giản là chỉ mua cái chỉ số đó, mua cả 500 công ty ở trên thị trường và thế là đời, không có làm gì nhiều cả. Và sau 5 năm thì cái chỉ số đơn giản đó nó vẫn thẳng 2.132 công ty chuyên nghiệp và đầy cả cái tài năng như thế này. Một cái điều cực kỳ, một cái điều nghe có vẻ là không tin nhưng mà đó là sự thật, đúng không? Và hàng năm cái công ty này nó đều công bố các cái research như thế này cả. Nó đều công bố những cái research như thế này để coi có thể là có bao nhiêu công ty trên phố Wall có thể chiến thắng được cái quỹ index fund rất là đơn giản, rất là boring. Và kết quả năm này qua năm khác không có cái công ty nào mà có thể thắng được index fund trong một cái khoảng thời gian dài cả, đúng không? Trong 5 năm đó là tất nhiên là ví dụ sau mỗi năm thì có một vài công ty sẽ thắng được cái index fund, nhưng mà nếu mà xét cả 5 năm thì không công ty nào thắng được cả, không có cái công ty nào là thắng cả năm đó cả. Là tất nhiên nó thắng năm này, nó thua năm sau, nó thắng năm sau, nó thua năm tiếp nữa. Nhưng mà khi mà xem xét cả 5 năm liên tục á, thì không có cái công ty nào thắng cả. Vậy thì đầu tư vào cái index fund vẫn là tốt hơn, bởi vì sau cả 5 năm đó thì mình đều có một cái consistent performance, một cái consistent return, đúng không? Thì nó sẽ tốt hơn. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà trong cái nghiên cứu mà mình muốn chia sẻ các bạn được công bố vào năm 2022 bởi cái tờ New York Times này á, 2022 này á, là có một cái yếu tố nữa mà vì sao cái nghiên cứu này nó quan trọng, là bởi vì một trong những cái phản đối khi mà mọi người nói là đầu tư vào index fund á, là người ta nói là đầu tư vào index fund thì tốt trong những năm mà thị trường đi lên, đúng là thị trường đi lên thì index nó sẽ đi lên thì mình sẽ thắng, mình sẽ có được cái tỷ suất lợi nhuận tốt, đúng không? Nhưng mà những năm thị trường đi xuống á, mình biết năm đó thị trường đi xuống thì bỏ tiền vào trong index fund để làm gì nữa, bởi vì mình biết chắc chắn là sẽ đi xuống, thì hay là năm đó thôi đừng cái bỏ tiền vào index fund nữa, bỏ điền tiền vào các cái công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp đi, bởi vì họ quản lý quỹ chuyên nghiệp thì họ sẽ biết là công ty nào nó xuống, và trong cái năm mà cái bối cảnh nó đi xuống như vậy họ sẽ chọn được cái công ty mà nó có thể là nó không đi xuống hoặc là có thể nó đi lên, đúng không? Nhưng mà một điều buồn cười á, là họ năm 2022 là năm thị trường chứng khoán đi xuống, thì trong năm đó cũng không có cái công ty nào trong 2.132 công ty này thắng được cái index fund rất là boring cả. Cho nên là cái research này nó lại có một cái tầm quan trọng hơn nữa, là trong không những là lúc mà thị trường đi lên, lúc thị trường đi xuống thì nó cũng không có tốt hơn cái index fund. Mình có thể là spend an hour or cả ngày để mà nói về cái data này, bởi vì mình rất là passionate vào cái chuyện này, đúng không? Thì sau tất cả các cái nghiên cứu như vậy, ngay cả Warren Buffett cũng khuyên mọi người như thế, rồi những cái nghiên cứu, những cái research, thì mình vẫn không tin, mình vẫn không không thể hiểu được là vì sao vẫn còn cả cái có những người, những cá nhân tin rằng là mình có thể thắng được thị trường, mình có thể giỏi hơn thị trường, mình có thể pick ra những cái stock tốt nhất và mình có thể chọn được thời gian phù hợp nhất để mình mua nó, rồi mình bán nó để mình có lợi nhuận cao hơn. Trong khi bao nhiêu người chuyên nghiệp, bao nhiêu cái bộ óc vĩ đại của nước Mỹ này và bao nhiêu người được trả rất là nhiều tiền chuyên nghiệp ở trên phố Wall, ở trên Wall Street, những người này được trả nửa triệu đô la một năm, 1 triệu đô la một năm, 10 triệu đô la một năm, vẫn không có thể thắng được thị trường. Mà bao nhiêu người amateur, tức là những người đầu tư như mình đó, là những người được gọi là amateur, đúng không? Mình không phải là dân chuyên nghiệp, bạn cũng không phải là dân chuyên nghiệp và rất là nhiều người cũng không phải là dân chuyên nghiệp mà vẫn tự tin là mình có thể thắng được thị trường.
mình có thể chiến thắng được thị trường bằng cách mình chọn các cái cổ phiếu tốt và mình đầu tư để cho nó đưa lại, và mình biết cái lúc mà mình mua, lúc mình bán như thế nào để nó cho mình một cái khoản lợi nhuận tốt. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là nực cười. Cho nên á, là mình hoàn toàn không tin vào cái chuyện là đầu tư vào các cái cổ phiếu riêng lẻ. Muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ thì chỉ đầu tư vào index fund và ETF, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ và không có chuyên nghiệp như tụi mình. Đó là cái duy nhất, và cái đó không phải là chỉ là mình làm như vậy là bởi vì mình không có kiến thức, mình không có kinh nghiệm. Warren Buffett cũng cũng khuyến khích mình làm như vậy, và nó vẫn tốt hơn là mấy ngàn công ty chuyên nghiệp ở trên thị trường chứng khoán năm nào cũng vậy cả. Cho nên là mình cứ đầu tư vào index fund và ETF, đầu tư liên tục, tháng nào mình cũng trích ra 1.000 đô, 500 đô, 200 đô, 100 đô, 50 đô, bạn có bao, bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì bạn cứ bỏ vào một cái quỹ index, cứ điều đặn liên tục như vậy, và không cần phải và quên nó đi. Để như vậy thì nó sẽ cho bạn cái khoản lợi nhuận hàng tháng hàng năm rất là đều đặn, đúng không? Và đó, thật ra đó cũng là cái lý do rất là lớn mà mình lập ra cái channel này, cái channel làm giàu ở Mỹ này. Bởi vì mình biết là nhiều người Việt Nam của mình ở Mỹ này không hề đầu tư, bởi vì thiếu kiến thức, rồi cũng không biết nhiều, rồi cũng không biết đầu tư ở đâu, mua cái cổ phiếu nào, mua như thế nào, và rất là sợ mất tiền. Thì cũng đúng, bởi vì tiền mình làm ra bên này cũng khó khăn, đúng không? Nhưng mà nếu mình không đầu tư thì mình sẽ không có được, mình sẽ không giàu được. Mình phải đầu tư, nhưng mà đầu tư thì phải đầu tư theo một cách rất là an toàn và lâu dài. Thì đây là một cách an toàn và lâu dài, cho nên mình lập ra cái channel này là để mình phổ biến các cái kiến thức như thế này, chia sẻ các cái kiến thức như thế này đối với nhiều người hơn nữa, đặc biệt là những cái người người Việt mình trong cộng đồng sinh sống ở bên Mỹ này, hoặc là sinh sống ở bên Canada. Cho nên nếu các bạn thích cái bài này á, thì các bạn nhớ like cái bài này giúp mình và comment, và để cho mọi người, và chia sẻ với bạn bè người thân của các bạn để họ nghe và để họ biết thêm, và có một cái, những cái cách khác để tất cả chúng mình ở đây đều có thể giàu có, đều có thể trở nên giàu có ở bên Mỹ này cả. Bởi vì mình làm việc rất là cực khổ, nhưng mình kiếm được đồng tiền cũng rất là cực khổ, nhưng mà mình phải biết làm cho đồng tiền của mình đẻ ra tiền nữa, nảy sinh ra tiền nữa, bởi vì mình không có thể làm việc cho đến khi mình chết, đúng không? Mình phải cho tiền mình đẻ ra tiền. Thì đây là một cái cách mà khá an toàn và khá lâu dài để tiền có thể đẻ ra tiền, giúp cho mình có thể giàu hơn, giúp cho tất cả chúng ta đều có thể giàu hơn được. Rồi, thì mình lúc nãy giờ là mình nói là mình hy vọng là mình đã thuyết phục được các bạn á, là muốn đầu tư ở Mỹ thì chị nên đầu tư vào index fund và ETF, và nắm giữ nó trong 10 năm, 20 năm thì mình có thể tích lũy được wealth, tích lũy được được tài sản để mình giàu hơn ở bên này. Thì nếu mà các bạn muốn tính vào cái chuyện đó rồi, và các bạn muốn bắt đầu đầu tư vào ETF và index fund, thì mình có rất là nhiều các cái video hướng dẫn các bạn mở tài khoản ở đâu này, và chọn các cái ETF như thế nào nè. Thì ở đây mình bỏ ở đây á, là các cái link để các bạn xem thêm các cái video đó, là cách mở tài khoản để đầu tư ở đâu, hoặc là đây là 6 cái ETF mà mình nghĩ là tốt nhất và ổn định nhất, để mình khuyến khích mọi người nếu mà muốn đầu tư thì nên consider 6 cái ETF này. Thì các bạn xem thêm các cái channel, các cái video của mình để biết cách đầu tư, để và chọn các cái ETF low cost và có những cái return tốt. Hy vọng là các bạn thích cái bài này, và các bạn thấy là mình rất là passionate khi mà mình nói về cái chuyện này, cho nên các hy vọng các bạn cùng 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 được thuyết phục là đây là một cái tốt, và mình muốn đưa ra các cái dẫn chứng, các cái bằng chứng cụ thể, các cái data rất là thuyết phục để tin rằng á, là thật ra mình không có lợi ích gì trong cái chuyện này cả, đúng không? Mình nói các bạn đầu tư thì các bạn được tiền, các bạn chứ mình cũng không có được gì trong cái chuyện đó cả. Mình cũng không nhận tiền thù lao từ Vanguard hay là từ Warren Buffett hay là từ New York Times để quảng bá cho những cái kiến thức này. Mình chỉ cảm thấy đây là cái điều đúng và cái điều tốt, thì mình muốn chia sẻ thêm để nhiều người cùng biết, để nhiều người cùng hưởng lợi thôi. Hy vọng các bạn thích như vậy, và nếu thích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ thích cái video và nhớ giúp mình comment để cho YouTube quảng bá được cái video này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chào các bạn.